Hello mọi người, thì mình là Dũng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chơi một cái game này được gọi là Mighty Pet, cũng mới phát triển cái đây cũng cái tháng rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi game này. Thì cái game này nó giống như là cái game nông trại vui vẻ, chắc cái thế hệ 9X biết, là nuôi các con thú và đi trồng trọt. Các bạn lên cái trang Market Cap này, rồi các bạn sẽ từ Debit thì các bạn sẽ thấy nó. Thì hiện tại là vốn hóa của nó là đang 43 triệu đô rồi, nó cũng tăng khá là mạnh trong đợt vừa rồi. Thì cái con này á là nó cũng lên một số sàn giao dịch rồi nha các bạn. Thì hiện tại á là cái con này là các bạn thấy là cái giá của nó tăng cũng khá là mạnh rồi, và bắt đầu là nó đang điều chỉnh nha các bạn. Hiện tại con này nó đang xây dựng trên BC, đang có 155.000 địa chỉ hầu con này. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi cái game này. Thì trước khi chơi game này thì mình sẽ vào cái website của nó cho các bạn xem. Thì đây là cái giao diện website đây. Thì nó sẽ có những thú cưng này thì nó sẽ đi đi trồng trọt và tạo tiền. Thì cái giao diện của team này nó như này, thì team này là team Việt Nam các bạn. Thì để chơi cái game này á thì các bạn phải mua một cái đồng token của nó. Sau đó là từ cái đồng token của nó là các bạn và các bạn đặt trứng để các bạn mua những con bet. Rồi từ những con bé đó thì các bạn bắt đầu lại đi trồng trọt chăn nuôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mua cái token của đồng đêm bé này. Thì các bạn vào trang là Pancake Swap. Các bạn vào một cái Pancake Swap này. Thì mình kết nối cái địa chỉ phí. Các bạn copy cái địa chỉ này, đêm bé nè. Các bạn vào cái đêm bé nha, các bạn copy cái địa chỉ này cho nó đúng nha các bạn. Đó, các bạn sao dán vào thì nó sẽ có cái đồng DPS này, các bạn in bỏ ra. Cái này là cứ 3 đồng DPS là các bạn có thể mua được một cái trứng. Thì mình sẽ vào cái giao diện chơi của nó cho các bạn xem luôn. Thì đây là cái giao diện chơi của nó nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào game, rồi các bạn nhấp vào là on BSC chain. Thì thằng này nó chơi được trên hai chain, một là Cardia, hai là BSC. Thì mình chơi trên BSC cho nên mình sẽ nhấp vào BSC thì nó sẽ ra cái một giao diện game. Đây nó đang lót nha các bạn, chờ một xíu nó lót. Thì đây là cái giao diện game nha các bạn. Đây giao diện game của nó ra. Thì mình cũng chơi được vài ngày rồi, cho nên là các bạn thấy là nó có đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ là mình làm cái video này để review lại cái game này cho các bạn. Các bạn vào một shop này để các bạn mua cái trứng của nó. Để mua cái trứng này thì bạn cần phải có 3 DBET, thì các bạn phải mua cái token DBET của nó. Thì bây giờ là mình sẽ mua cái token DBET của nó nha các bạn. Thì các bạn vào một cái trang là Pancake Swap, rồi các bạn nhập cái ví như nãy là mình nói đó, cái địa chỉ ví của DBS, các bạn bỏ vào đây rồi các bạn in bỏ ra. Thì bây giờ mình sẽ mua 3 DBS thì nó tốn mình khoảng tầm 0,058 BNB các bạn. Mình mua mình đập cho các bạn biết thôi, chứ trong tài khoản này mình cũng có khá nhiều con rồi. Mình sẽ mua 9 DBS đây. Thì bây giờ mình sẽ mua 9 cái DBS này. Thì hiện tại giá của một đồng DBS là đang khoảng tầm trước là 8 đô, bây giờ nó giảm còn xuống 6.3 đô rồi các bạn. Ok, thì mình đã mua là 9 đồng DBS này. Đây, mình vừa mới vừa mua xong đây, 56 đô các bạn. 56 đô này. Rồi sau khi mà có cái đồng DBS rồi thì mình sẽ đăng nhập vào cái game. Đây là cái giao diện game của nó nha các bạn. Mình đăng nhập lại từ đầu các bạn xem. Thì ok, mình vào game rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào một shop. Mình mua 3 bet nha các bạn. Mua 3 bet này thì mình sẽ mất 9 cái đồng DBET. Giờ mình sẽ đập nè. Các bạn nhấp vào. Đây, nó ra cái giao diện này. Tiếp tục các bạn mua.
Đây, phí giao dịch. Đang xác nhận. Ok. Là xong. Là nó có được một con trứng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào. Rồi bạn nhấn skip là nó sẽ ra một con bét đây. Thì mình mới đập ra một con bét nữa các bạn. Một con nè. Nó like. Ok. Thì sau khi các bạn mua một con bét rồi đó. Thì các bạn vào cái mục khay để các bạn tạo nó một cái mảnh vườn, thì mình sẽ tạo cho nó một cái mảnh vườn là với giá 2.000 đồng này. Các bạn mới vào thì các bạn chỉ có thể là mua được cái mảnh vườn 200 đồng thôi nhé các bạn, do mình chơi vài ngày rồi cho nên là level mình cao rồi, level 12 rồi, cho nên là mình mua được mảnh vườn lớn hơn thì mình sẽ mua được mảnh vườn 2.000. Bây giờ mình sẽ mua một mảnh vườn 200 đồng thôi để cho nó làm cho nó nhanh. Ok, mình mua một mảnh vườn 200 đồng. Thì cái mảnh vườn này của mình á, nó làm trong khoảng tầm 9 phút nữa là xong nha các bạn. 9 phút này. Thì trong thời gian 9 phút này các mình chờ đợi thôi nha các bạn. Thì ok, còn khoảng tầm 25 giây nữa là cái nhà của mình nó sẽ xây dựng xong. Cái mảnh vườn của mình nó sẽ xây dựng xong các bạn. Rồi ok nè. Là cái mảnh vườn của mình xây dựng xong rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái mục mà my bed của mình. Đây là những cái con bed mà hiện tại là mình đang có những bed này, thì bây giờ mình sẽ cho con bed mình nó đang nằm trên nhà chính này vào cái mảnh vườn. Đây, mình sẽ cho nó vào đây nha các bạn, cho làm việc. Đây, một em ra. Giờ mình sẽ mua tiếp hai em nữa cho nó làm cái mảnh vườn này. Sau đó mình đập trứng các bạn. Mua. Ok. Rồi, mình có thêm một em nữa rồi các bạn. Mình đập ra coi thử có con nào. Mình ra một con em chó. Ok, thì mình sẽ vào, mình cho nó vào đây luôn. Rồi, hai em đang làm việc nè. Bây giờ là mình sẽ đập thêm một con nữa. Thì theo kinh nghiệm đập của mình đó, thì các bạn đập khác giờ nha các bạn. Các bạn ví dụ như cách 2 tiếng các bạn đập một lần cho nó ra những cái con mà nó khác 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 nhau một xíu cho nó ngon. À ok, thì mình cho nó vào luôn. Ok, mảnh vườn này có 3 con thú rồi các bạn. Thì hiện tại trên một đề bếp của mình đó, là mình mua 10 mấy con. Đó, cái mảnh vườn của mình hiện tại đang có nhiều con bé đó các bạn, khoảng 18 con nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ thu hoạch đồng tiền này các bạn, tiền này bạn thu hoạch. Cứ mỗi ngày là các bạn vào đây các bạn, mỗi giờ một phút mỗi giây đó là các bạn vào các bạn thu hoạch tiền, thì là nó sẽ lên tiền các bạn nè. Rồi các bạn có mảnh vườn, bạn thu hoạch trên vườn thì nó sẽ có những cái ngôi sao này, túi tiền nó bay vào hai hai bên cho các bạn nè. Đó, rồi các bạn trồng trọt, các bạn trồng ngô, các bạn trồng lúa, các bạn trồng khoai gì đó, các bạn trồng trên những cái mảnh vườn này. Ví dụ như là bây giờ là mình trồng cái này đi. Đây, các bạn nhấp vào là đang trồng, đúng không? Thì level 12 của mình á, thì mình sẽ có được 6 cái farm. Thì hiện tại đang có 5 cái farm rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua thêm một cái farm nữa. Các bạn vào build farm này, các bạn mua cái farm này. Đấy, thì nó ra cái farm này, thấy không? Đó, bạn mua cái farm rồi mình trồng ở cái farm này. Còn tầm 4 phút nữa thì mình sẽ vào đây mình thu hoạch cái farm. Thì bây giờ là mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn là nâng cấp con bé. Thì các bạn nhấp vào cái vườn này. Ví dụ như là mình mới mua 3 con bé này, các bạn muốn nâng cấp con bé nào thì các bạn vào cái vườn đó, các bạn nhấp vào con bé này chẳng hạn. Cho các bạn xem thử cái mục này, silver của nó này, nó đang kiếm là 360 đồng bạc trên 1 giờ đúng không? Rồi các bạn xem những con khác nó kiếm bao nhiêu bạc trong giờ. Ví dụ như chó này kiếm 331 bạc trong giờ luôn. Con này kiếm bao nhiêu? Con này kiếm 374 này. Con này là nó kiếm khá ok này các bạn. Thì mình sẽ nâng cấp cho nó. Đấy, các bạn nhấp vào fix này. Các bạn cho nó ăn.
thì nó sẽ lên level thì nó kiếm tiền về các bạn nhiều hơn đó, lên 482 bạc đồng giờ nè. Mình sẽ nâng cấp nó lên cấp 5 luôn cho bạn xem, là nó lên 590 đồng trên giờ rồi nè, thấy không? Thì các bạn muốn nâng cấp những con khác nữa thì các bạn nâng cấp nó thôi đó, mình nâng cấp con này lên level 5 luôn đó, lên 532 bạc giờ rồi, thấy không? Tốc độ speed nè, HP, tốc độ đánh nè. Thì hiện tại là mình chỉ nuôi trồng và sử dụng cách đơn giản như thế này thôi các bạn, có nghĩa là game này nó chưa ra PvP và PvE. Thì trong cái khoảng thời gian là quý 4 thì nó sẽ ra cái PvP và nó mở chợ cho mình bán những thú trên cái game này. Thì hiện tại là nó chưa mở cho mình, cho nên là mình chưa bán được. Thì hiện tại á, là trên này nó chỉ mở những cái mục này thôi, thì tương lai của game này nó sẽ mở ra cái market để mua bán các con thú cưng, những con pet này, rồi nó mở PvP để cho thi đấu giữa các pet với nhau, và nó mở PvE để đấu, để đi đánh boss nha các bạn. Thì tương lai nó là như vậy, nó giống như cái game AIF vậy đó. Hiện tại thì nó chỉ có những cái đơn giản là xây đất, xây nhà, xây vườn, xây farm, mua pet để về nó farm làm nó kiếm tiền thôi các bạn, nếu như nông cạn vui vẻ. Hiện tại bên này nó có là phối pet này, là khi mà các bạn đạt level 10 á thì các bạn sẽ được là phối hai pet với nhau để ra ra một pet mới, thì mình được hai con pet cấp 10 rồi, cho nên là mình phối được. Thì các bạn cần phải có 5 đồng để pet. Thì tương lai là mình nghĩ là nó sẽ bỏ cái đập trứng đi, khi mà cái lượng thú nó đủ rồi thì nó sẽ bỏ cái đập trứng và nó sẽ mở market để chúng ta giao dịch những bet với nhau. Rồi sau đó là để hình thành những bet mới thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phải giao phối hai con bet với nhau. Thì hiện tại là cái tiền để giao phối bằng 5 bet, cho nên là cái số tiền đập trứng bây giờ 3 bet thì mình nghĩ là nó rẻ hơn so với tương lai là sẽ phối là 5 bet này các bạn. Ok, thì cái game này nó đơn giản như vậy thôi. Thì 5 phút rồi mình vào mình thu hoạch này. Đó. Ok, mình sẽ nâng cấp cái con này. Con chó này. Đấy, mình sẽ nâng cấp nó. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên level 10 luôn nha các bạn. Đó, mình lên level 13 nè. Thì nó thưởng cho mình 4.500. Thì mình nâng cấp tiếp nữa các bạn. Đó, 4.500. Thì các bạn muốn nâng cấp con này các bạn nâng cấp. Đó, nâng cấp. Nâng cấp cho nó kiếm tiền. Đó, mình nâng cấp con này lên 10 luôn nè, kiếm tới 748 đồng trên giờ luôn nè. Đây là nâng cấp thu hoạch. Cái game này chơi nó như vậy thôi các bạn. Còn ở cộng đồng game này thì mình cũng review cho các bạn xem luôn. Thì ở trên cái trang mà coi Gecko á, thì đợt vừa rồi nó thống kê 10 cái game nổi bật. Thì trong đó cái game mà Skill đang đứng top 1 nha các bạn. Và thứ hai đó là My Defi Pet nha các bạn, là game tụi mình là mình đang review các bạn đây, và game AS đang vị trí thứ 5. Nó đã được thằng nào thì mình nghĩ nó uy tín, chưa biết nó như thế nào. Còn cái cộng đồng của nó thì các bạn có thể search đấy, My Defi Pet. Nè, đây là cộng đồng Madabet đây. Nó đang có khoảng tầm hơn 6.000 người nha các bạn. Và hiện tại trên này thì đang bắt đầu là mua bán con các con bé. Bác quý, những con bé mà quý hiếm. Thì mình thấy trên này review là những con nào mà có cánh thì nó quý hiếm. Ngày sau chờ market nó mở ra, cái con nào mà có cánh thì nó sẽ giá nó sẽ cao. Nên là các bạn đập bé, đập trứng đó, thì các bạn đặt ra được những con nào có cánh thì tuyệt vời các thì những con này biết đâu được là sau này nó một con bét nó bán khoảng tầm 100 bét thì sao không các bạn. Thì ok, thì cái game này thì mình review tới tới đó thôi, thì mình cũng bỏ ra ít để mình test thử game này như thế nào. Thì hy vọng rằng là cái game này nó sẽ đi được đường dài để cho anh em có một cái game để chúng ta chơi mùa dịch. Các bạn nhớ subscribe kênh video mình để mình ra những cái video có chất lượng và mới mẻ hơn nha các bạn.